Cái mâm của nó là bằng gì đây em? Nhựa. Bằng nhựa à? Phẳng nha. Nhà phá nó đóng trần là trần thạch cao ấy chứ kìa. Cầm cửa. Xoa máy là xong luôn đấy nhỉ? À, có phải ấy à? Máy xoa này là mình chế ra hay là ở Trung Quốc nó bán đấy? Này là tàu của Trung Quốc. Trung Quốc cái gì nó tàu cái gì nó không có nhỉ?
Đấy.